chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân Miền Tây Học Hỏi và Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng lắc nền bằng măng cái văn cưa và dùng bay văn cưa để lát một cái nền trong phòng cô chú anh chị và các bạn. Thì mình lót gạch này 30-60, thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình sử dụng hai cái dụng cụ để lát gạch như thế nào và có hiệu quả hay là không. Rồi thì mình mời cô chú và các bạn xem và kết thúc về cuối đồ mình sẽ cho cô chú anh chị và các bạn xem thành quả và trà gòn gạch như thế nào luôn nha. Coi có gạch mình lát có chuẩn và có đẹp hay là không nha. Mong cô chú anh chị và các bạn xem thấy có đẹp và chuẩn cho mình một like và một đăng ký và chia sẻ cho mọi người xem cô chú anh chị và các bạn. Thì mấy hôm gần thì mình cũng lu bu công việc nên không có ra video nhiều để quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem. Mong cô chú anh chị và bạn xem và thông cảm cho mình nha. Mình cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Rồi mình mời cô chú anh chị và bạn xem video của mình lát gạch nền nha.
rồi thì sớm giờ mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị bạn xem cách để lót lát gạch nền đó. Thì gạch này là gạch 30 xa, gạch này là 60 nhân 60 đó, thì rất là chuẩn là đẹp luôn nha. Thì mình đã sử dụng máng kéo gân cưa và sử dụng bay gân cưa đó, thì được một cái nền thành khoảng như thế này, rất là đẹp nha cô chú anh chị bạn, rất là đều luôn, đều luôn và vô dấu cộng luôn nha. Rồi thì mình cũng kết thúc clip nha cô chú anh chị và các bạn. Hẹn cô chú anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.